Tin nằm xin biết ngày 23 tháng 12, tiêu truyền đồn tim fan, Dương Tử xinh như em gái nhà bên, Dương Mịch khoe ra chẳng phát sáng. Đạt ảnh của dàn sao và các đoàn phim update trong ngày đồng chí vừa qua khiến cộng đồng mạng được phen nắm mắt. Thú vị hơn nữa đó là màn đổ bộ sự kiện của Dương Mịch cùng Tuấn, làm Weibo thêm rộn rã. Dương Tử tối qua cũng có màn livestream tâm sự cùng fan, hãy cùng chúng tôi điểm qua loạt ảnh đáng chú ý nhé. Dương Mịch khoe giác động lòng người, Dương Tử xinh như em gái nhà bên. Bìa báo ra khai niên năm 2023 là hình ảnh của Geny xuất hiện với concept đảo quyến rũ, Geny làm dân mạng phải trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp, thần thái hoàn hảo của cô nàng. Trong năm nay, Geny tuy không có nhiều hoạt động nổi bật, nhưng độ nổi tiếng của cô vẫn không bị ảnh hưởng. Đồng chí năm nay, già năm thần hoa ngự đua nhau tung ảnh mới, làm hội fan girl phải mê tít mắt. Tiêu Chiến có lẽ là đầu tư nhiều nhất với bộ ảnh chụp dưới trời tuyết rơi trắng xóa. Với vẻ ngoài điển trai gần gũi của anh chàng, khiến các fan chìm đắm trong sự ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Vương Hạc Đệ và Cung Tuấn hôm qua cũng đăng ảnh nhân dịp đồng chí. Cả hai khoe khoảnh khắc bên những đĩa sủi cảo vàng ươm. Trong khi Vương Hạc Đệ khoe vẻ ngoài tinh nghịch một chút thì Cung Tuấn lại nghiêm túc hơn. Ngoài ra Cung Tuấn tối qua còn tham gia sự kiện, anh chàng diện bộ đồ trắng lịch lãm. Trạng thái vui vẻ của nam diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi. Không có hoạt động gì đặc biệt nhưng tối qua Dương Tử xuất hiện trên livestream tâm sự với fan. Lần này cô diện đồ đơn giản nhưng lại rất xinh xắn đáng yêu. Vẻ ngoài của Dương Tử mang đến cảm giác trẻ trung hệt như em gái nhà bên. Xuất sắc nhất có lẽ là vẻ ngoài xinh đẹp của Dương Mịch. Nữ diễn viên đã tham gia sự kiện của Ba Gia, diện bộ đầm trắng với thiết kế cầu kỳ, khỏi phải nói Dương Mịch hoàn hảo cỡ nào. Mọi góc chụp đều không thể dìm được Dương Mịch, đặc biệt là làn da chẳng phát sáng của nữ diễn viên. Nhân niệm Quan Sơn vẫn đang trong quá trình quay phim, gần nhất loạt ảnh Cân Hư Vũ Ninh trên phim trường được chia sẻ, cho thấy anh vẫn đang rất chăm chỉ với vai diễn của mình. Theo blog tiết lộ, bộ phim có thể hoàn thành trước dịp Tết Nguyên đán. Hậu trường Sự Phượng Hành năm nay chia sẻ đợt khoảnh khắc dịu dàng của Lệ Dĩnh. Cô nàng diện bộ đồ trắng ấm áp, ngồi gói sủi cảo rất chăm chú. Có lẽ đây cũng là phúc lợi của đoàn phim Tùng Giả tặng fan. Trường Tương Tư và Phù Đồ Duyên hôm nay cùng có poster mới. Trường Tương Tư tung loạt poster của dàn diễn viên nhân dịp đặc biệt, cả Dương Tử, Trương Văn Ý, Tặng Vi, Đàn Kiện Thứ đều đứng dưới màn mưa tuyết. Tuy vậy cộng đồng mạng cảm thấy loạt ảnh có chút buồn, sợ là nên phim sẽ ngược người xem nằm đây. Phù Đồ Duyên hôm nay cũng tung poster mới kèm theo đó là trailer. Phim sẽ chính thức lên sóng vào ngày 27 tháng 12. Hiện cộng đồng mạng rất mong chờ tác phẩm này ra mắt, xem liệu phong độ của Vương Hạc Đệ có còn tốt như hồi Thương Lan Quyết hay không. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.